với cái mục tiêu đó. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay với cái mục tiêu đó. Các bạn thường thấy trong lao động người ta hay dùng từ là công cụ. Một cái công cụ lao động sẽ giúp cho cái người lao động thực hiện công việc một cách hiệu quả hơn, một cách thuận lực lợi hơn. Thì đối với một cái công việc mang tính quản lý thì các công cụ cũng vậy, nó sẽ giúp là những cái kỹ thuật, những cái kiến thức mềm nó giúp cho bạn có thể thực hiện cái công việc quản lý của bạn ở ở một vai trò mới là giám sát viên, nó sẽ hiệu quả hơn, thuận tiện hơn. Ok các bạn, cũng giống như tất cả các bài học, thầy và các bạn sẽ cùng đặt ra những cái điểm chính nhất, những cái điều mà chúng ta gọi là mục tiêu của bài ha. Mục tiêu của bài học, thứ nhất là nhận biết được các công cụ quản lý của một người giám sát. Mục tiêu thứ hai là giúp cho các bạn có thể đọc hiểu một tiêu chuẩn quy trình công việc mẫu. Cái bộ tiêu chuẩn quy trình công việc mẫu thì mình hay gọi cái từ chuyên ngành của nó là SOP. SOP viết tắt của từ Standard Operation Procedure. Ha. Thì bạn sẽ thấy khi mà chúng ta phân tích kỹ hơn ở cái phần này thì chúng ta sẽ nhận biết được tại sao cần có cái bộ quy trình tiêu chuẩn này. Nó giúp điều gì cho công việc của mình ha. Mục tiêu thứ ba là xây dựng được cách làm việc có kế hoạch chi tiết trong vai trò của một người giám sát viên. Ok, thì đây là ba cái vấn đề lớn nhất, ba cái mục tiêu lớn nhất và thầy và các bạn sẽ đặt ra để chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện để kết thúc cái chương 2 này. Ok các bạn, thầy mời các bạn bắt đầu với cái công cụ đầu tiên ha. Các bạn hãy nhìn lên màn hình. Đây là hình ảnh của chiếc đồng hồ. Và đây là hình ảnh thể hiện rằng có đôi bàn tay đang 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 giữ chặt, đang làm chủ cái đồng hồ này. Chắc đâu đó các bạn cũng biết rằng chủ đề đầu tiên mà thầy muốn mang đến cho các bạn ở vai trò là người giám sát viên thì chúng ta cần nhiều thứ. Chúng ta cần biết nhiều thứ, chúng ta cần được trang bị nhiều thứ. Tuy nhiên, cái trang bị đầu tiên mà thầy mang đến cho các bạn đó là cái cách mà bạn sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả. Và chủ đề mà thầy và các bạn làm việc đầu tiên trong cái chương 2 này chính là quản lý thời gian, hay mình gọi là time management. Ok, thú thật cái việc mà sử dụng thời gian, cái việc mà quản lý thời gian của mình là bạn, thì thầy nghĩ rằng điều đó là điều không quá mới mẻ. Các bạn hiện giờ đang các bạn đang sử dụng cái khung thời gian của mình mỗi ngày, mỗi tuần, hay là bạn cũng đang tự quản lý đâu đó mà cái cách riêng của mình. Thế thì đặt ra hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên là quản lý thời gian nó dễ quá mà chúng ta đang làm, mà tại sao phải học nó? Có thể là đâu đó chúng ta chưa nhìn nhận đúng về cái cách sử dụng một quản lý thời gian của chúng ta. Vấn đề thứ hai, thế thì ở vị trí giám sát cần gì phải học nó? Thú thật đó bạn, khi bạn là một người nhân viên phục vụ thì cái công việc mà bạn thực hiện khi bước chân vào một cái ca làm việc, khi bạn thực hiện cái công việc hay là nhiệm vụ được giao từ cái người quản lý của mình, từ cái người giám sát của mình, và họ giao cho bạn công việc, mà họ giao cho bạn cái thời gian, cái việc của bạn chỉ là bạn thực thi cái công việc trong cái khoảng thời gian cho phép là bạn đạt yêu cầu ha. Hay thậm chí là bạn không cần có bất kỳ một sự chuẩn bị gì hết, người ta sai đâu làm đó. Tuy nhiên, ở vai trò là một người giám sát hay là quản lý nhóm, bạn cần phải thực thi rất nhiều công việc và nhiệm vụ ở cùng một thời điểm. Chúng ta đã nói điều này ở chương 1 rồi. Có nhiều việc bạn phải làm lắm, có nhiều trách nhiệm bạn phải hoàn thành, có việc nhiệm vụ bạn phải thực thi. Thì mà thời gian nó luôn luôn được cố định, chẳng hạn là một ca làm việc thì có 8 hoặc 9 tiếng, hay là một tuần làm việc thì cũng có bao nhiêu buổi, tùy vào cái quy định của mỗi công ty, của mỗi nhà hàng. Thì như vậy, cái áp lực rằng là chúng ta sử dụng thời gian
mà được cho phép như thế nào để chúng ta hoàn thành công việc. Các bạn ha, đó là lý do tại sao mà thầy phải mình mang cái câu chuyện này ra đến học đầu tiên trong cái bài các công cụ của người giám sát viên. Ok bạn, rồi chúng ta đã sử thầy tin là các bạn đang sử dụng thời gian của mình nè, các bạn đang có thời gian của bạn rồi, mỗi ngày các bạn đang sử dụng, và thực ra các bạn cũng tự quản lý thời gian của mình theo cái cách riêng của mình. Thì ở đây có khi nào mình tự đặt câu hỏi thế thì quản lý thời gian là gì? Mỗi ngày mình bắt đầu một càng ngày, một ngày đi học hay bắt đầu một ngày làm việc của mình, thực ra kiểu như vậy rồi việc đến thì mình làm như vậy, thực sự đó là một cách quản lý thời gian chưa? À, ok bạn, thì mời các bạn cùng tìm hiểu ngay theo bài người ta định nghĩa về quản lý thời gian là gì. Đôi lúc cái định nghĩa này khi các bạn thấy nó sẽ không quá mới mẻ, nhưng hãy cùng với thầy phân tích nó. Định nghĩa về quản lý thời gian. Quản lý thời gian là cách bạn làm chủ và sử dụng thời gian của bạn một cách hiệu quả nhé. Ở đây nó có cái từ cụm từ mà thầy in màu đỏ đó bạn ha, là cái cụm từ mà chúng ta sẽ phải phân tích với nhau nhiều. Quản lý thời gian là cách bạn làm chủ và sử dụng thời gian của bạn một cách hiệu quả nhất. Và cái việc mà làm tốt cái việc quản lý thời gian là mình không chỉ giúp ích cho cái môn học của mình, hay là thậm chí giúp ích cho cái công việc của mình nếu sau này mình có cái cơ hội trở thành một người giám sát hay một người quản lý, mà nó còn giúp ích cho chính cuộc sống của bạn nữa bạn. Tại vì rõ ràng ai cũng vậy, dù cho bạn muốn hay không muốn sử dụng thời gian, thì khi mỗi ngày bạn bắt đầu một ngày làm việc, một ngày bạn sinh sống hay bạn tồn tại, thì luôn luôn đó là bạn có một cái quỹ thời gian của riêng mình. À, còn cái việc bạn sử dụng nó như thế nào là sự chọn lựa của bạn. Thế thì tại sao mình không sử dụng nó một cách hiệu quả? Cái đó đặt ra ha, chỉ ích cho cuộc sống của mình thôi bạn. Ok bạn, rồi các bạn ghi chép phần này xong chưa? Các bạn ghi chép phần này xong chưa? Dạ rồi thầy ơi. Ok bạn, cùng với thầy phân tích một chút xíu. Thầy tin rằng hiện giờ các bạn đang sử dụng thời gian của bạn, nhưng mà không nhiều bạn đang thực sự đang làm chủ thời gian của mình. Như thầy nói, chúng ta khi bắt đầu một ngày, chúng ta đang khi ngủ dậy chúng ta có 24 tiếng một ngày, nó rất là tự nhiên. Thậm chí cái sự tự nhiên bạn có 24 tiếng một ngày, bạn xem nó quá dễ dàng đến mức mà mình nghĩ rằng miễn như mình có điều đó. Bạn có thể mất một tờ 100 ngàn mà rất là tiếc, nhưng mà bạn có thể ngồi một chỗ không làm gì hết một ngày, bạn mất 24 tiếng, bạn không có cảm giác tiếc nuối như vậy. Đó là cái câu chuyện thuộc về cái nhận định của mọi người. À, còn cái câu chuyện là giá trị của 24 tiếng đồng hồ với giá trị của 100.000 đồng, cái nào nhiều hơn? Cái câu trả lời đó thì thầy dành cho các bạn. Nhưng mà cái cảm giác tiếc nuối nếu chúng ta mất 100.000 với chúng ta mất một ngày 24 tiếng, các bạn sẽ có cái cảm giác tiếc nuối nó khác nhau. À, như vậy, thầy có vậy gợi cho các bạn để bạn xem coi thực sự chúng ta đang làm chủ và sử dụng thời gian của chúng ta hay không. Hiện giờ chúng ta đang ngồi lại với những cái buổi học online, thì tin rằng cái chương trình của bạn đang ở năm thứ hai của chương trình cao đẳng nghề du lịch Sài Gòn. Thì bạn nghĩ hiện giờ chúng ta, những người bạn bè ở đây đang là bạn cùng khóa với nhau, cùng khoa với nhau, cùng môn với nhau. Nhưng mà 3 năm sau, khi gặp lại nhau đó bạn, thì tôi tin rằng mỗi bạn trên cái business card của mọi người sẽ có một cái chức vị khác nhau. Thì như vậy cái câu chuyện đặt ra là có nhiều bạn nói rằng tại bạn nói như thế này, bạn nói như thế kia, bạn nó may mắn, bạn nó có cơ hội, vân vân. Thật ra có nhiều yếu tố để tạo ra sự khác biệt trong một khoảng thời gian 3 năm.
có nhiều lý do lắm mà, nhưng mà không nhiều người nghĩ rằng có đâu đó một cái nhóm lý do là chúng ta không biết cách sử dụng khoảng thời gian 3 năm của chúng ta một cách hiệu quả. Có thể nói là tôi tài năng không bằng bạn, bạn tài năng hơn tôi, hay tôi giỏi hơn bạn, tôi giàu hơn bạn, tôi may mắn hơn bạn. Có rất nhiều lý do chúng ta nghĩ đến, nhưng mà không nhiều người nghĩ rằng cái cách sử dụng thời gian 3 năm đó, nó khác nhau. Vì cái cách sử dụng thời gian 3 năm nó khác nhau về tính hiệu quả, dẫn đến cái việc mà tôi có gì sau 3 năm, còn bạn có gì sau 3 năm. Các bạn ha. Cho nên ở đây á, đó là cái ý để giải quyết cái câu chuyện là có cái sự thành công hay thất bại của một người, hay thật ra cái sự thành công ở một cái vị trí công việc cũng vậy, nó cũng có thể đến từ cái cách mà chúng ta nhìn nhận và sử dụng cái khoảng thời gian của chúng ta. Cái ý thứ hai thì muốn gợi cho các bạn, mình cứ nghĩ rằng mỗi một ngày mình ngủ ngủ dậy mình có 24 tiếng và điều đó thuộc về mình muốn sử dụng thì mình sử dụng, mình không muốn sử dụng là không sử dụng, bởi vì mình có quyền, mình làm chủ nó mà. Thú thật các bạn, trong nhiều trường hợp mình cứ nghĩ mình đang làm chủ thời gian và sử dụng thời gian, nhưng mà mình lại bị ngược lại, thời gian nó lại tác động đến hành vi của mình, nó lại làm chủ lại cái hành vi của mình, nó đang làm chủ mình chứ không phải mình làm chủ thời gian. Thầy lấy ví dụ, nếu các bạn nào nghĩ rằng thí dụ nha, khi mà đi học vào một cái buổi sáng nào đó, bạn thấy khi mà thầy dạy một cái lớp buổi sáng, thầy sẽ phát hiện điều này, có những bạn sẽ vào lớp muộn, thậm chí vào lớp muộn cầm thêm một ô bánh mì hay một cái phần ăn sáng gì đó trên tay. Thì khi mà trò chuyện với nhau, thầy hỏi có tại sao bạn ngủ muộn. À, tại vì em ngủ muộn tại vì kẹt xe. Đương nhiên bạn ngủ muộn, bạn kẹt xe, bạn đến lớp muộn, rồi bạn không ăn sáng, đó là tất cả những cái kết quả mà bạn đã phải nhận lấy. Thế thì liệu á, chúng ta có xứng đáng để có một bữa ăn sáng thật sự chỉnh chu, chúng ta có thể có một cái buổi học đúng giờ hay không? Về lý tưởng, về lý thuyết, chúng ta cần phải thức dậy đúng giờ, chúng ta ăn sáng, chúng ta đến lớp đúng giờ, và chúng ta tiếp nhận kiến thức và bắt đầu buổi học rất là chuẩn mực. Nhưng vì lý do gì mà chúng ta phải bỏ bữa ăn sáng, chúng ta đến lớp muộn, chúng ta chạy xe rất là nhanh, dùng chúng ta rất là vội vã trong cái di chuyển để chúng ta có thể có mặt ở lớp mặc dù nó là muộn rồi. Thì bạn thấy cái việc mà một người sinh viên không làm chủ cái thời gian của mình, nghĩ rằng anh ta làm chủ thời gian của mình đó, nhưng anh ta lại không làm chủ thời gian của mình, và cái hành động anh ta phải vội vã mua một bữa ăn sáng, hành động anh ta phải nhịn ăn sáng, hành động anh ta phải rất là vội trong việc chạy xe, hành động anh ta đến lớp muộn, đó là bị tác động bởi một cái kết quả là thời gian nó eo hẹp hay nó muộn rồi, nó lại tác động đến hành vi của bạn. Thì đó là bạn sẽ thấy rất là nhiều tình huống trong công việc cũng vậy, trong cuộc sống cũng vậy. Mình cứ nghĩ thời gian đó là của mình làm chủ nó. Nhưng mà thú thật, bạn lại đang bị thời gian làm chủ là hành vi của mình. Tại sao mình phải vội? Do mình hết thời gian. Tại sao mình phải nhịn ăn? Do mình không còn thời gian. Tại sao mình phải làm mẫu? Do mình không có thời gian. Tại sao mình thất bại? Không còn thời gian. Tại lúc mình có thời gian thì mình không sử dụng nó một cách hiệu quả. Ha. Cho nên ở đây thầy những cái ví dụ vừa rồi thầy nêu ra cho bạn, gợi lên cho các bạn rằng e rằng rất là nhiều bạn nghĩ thời gian là cái tự nhiên có, là cái việc sử dụng nó, cái việc làm chủ nó là một cái đặc tính hiển nhiên của một con người rồi. Nhưng mà thú thật không phải vậy, nếu phân tích kỹ hơn, chúng ta hoàn toàn phải thật sự nỗ lực và ý thức để chúng ta sử dụng thời gian của mình, làm chủ thời gian của mình và sử dụng nó cho một cái mục đích nào đó, gọi là mục đích hiệu quả. Một cách hiệu quả ở đây sử dụng để trong cái mục tiêu cá nhân nào đó của mình, một cái công việc, mục tiêu cá nhân, mục tiêu cuộc sống, chúng ta có thể đạt được một cái điều gì đó. Để giải quyết cái câu chuyện là sau 3 năm tôi hơn bạn, sau 3 năm tôi bằng bạn, sau 3 năm tôi thua bạn. Đừng bao giờ nghĩ là những cái yếu, hãy nghĩ ngay tại sao mình không sử dụng 3 năm nó hiệu quả. Ok bạn ha. Hy vọng các bạn rất hiểu về cái phần định nghĩa về quản lý thời gian, cũng như một lần nữa xác định trong đầu của mình lại, không
Nếu không học phần này các bạn đôi lúc các bạn không biết quản lý thời gian này, mà bạn đang sai trong cái việc quản lý thời gian của mình. Ok. Thầy xin, bởi vì những cái quan điểm sai lầm của mình về quản lý thời gian thôi, mình không biết cho nên mình đang nghĩ rằng mình đang làm chủ nó ha. Chúng ta thầy mời các bạn qua phần thứ hai. Những quan điểm sai lầm về quản lý thời gian. À, trong phần này thì thầy và các bạn sẽ cùng với nhau dựa theo cái chương trình của mình liệt kê coi những cái quan điểm này. Có khả năng là mình, không chừng mình cũng là những một trong những người mà suy nghĩ về cái việc quản lý thời gian sai lầm đó bạn. À, chúng ta cùng tìm hiểu những quan điểm về sai lầm khi chúng ta nói về câu chuyện quản lý thời gian. Nếu chúng ta nhận cùng sau phần này, nếu chúng ta cùng đồng thuận với nhau, wow, đó là những suy nghĩ sai lầm, thì chúng ta sẽ tránh. Tránh thì có nghĩa là chúng ta phải có một cái suy nghĩ đúng đắn về quản lý thời gian để chúng ta thực hiện điều đó. Rồi, quan điểm đầu tiên thầy nghĩ rằng ai cũng đồng thuận thôi, nhưng mà nhiều người cũng sai lầm. Trong đó có một phần suy nghĩ của thầy trước đây cũng sai lầm. Thời gian là nguồn tài sản vô hạn. Thật ra tài sản, thời gian đó bạn, có vô hạn không bạn? Có vô hạn không ta? Thầy nghĩ rằng thời gian nó có giới hạn. Ha, chúng ta phải ý thức điều này, mỗi ngày chúng ta càng lớn hơn thì chúng ta lại càng thấy rằng thời gian nó vô cùng hữu hạn chứ không phải vô hạn. Như trước đây chúng ta là một học sinh ở nhà riêng, ngồi ghế nhà trường. Tức mỗi ngày cái công việc chúng ta, nhiều khi chúng ta rất là chán cái việc đến trường, nhưng mà ra mỗi ngày chúng ta đến trường mà chúng ta nghĩ là điều đi lặp lại chán quá. Không, mà nó diễn ra một cách rất tự nhiên. Chúng ta nghĩ rằng wow, đúng là vậy, khỏi chi đừng đi học ha, vân vân. Thì thật ra là cái đó là khoảng thời gian học sinh, với mỗi sự việc nó không quá nhiều áp lực, nó lặp đi lặp lại. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy khi mà chúng ta lớn lên một chút xíu, chúng ta sẽ nhận định rằng bất kỳ một cái vấn đề nào, một cái công việc nào, một cái mục tiêu nào cũng vậy, thường nó sẽ gắn với những cái hạn mức thời gian mà chúng ta muốn đạt được. Hay lấy ví dụ, đối với trường mình, quy định thời gian của chương trình là 2 năm rưỡi. Thực ra 2 năm rưỡi cũng đó, cũng miễn nhiên đó là một cái thông điệp khóa học, hay là cái chương trình 2 năm rưỡi nó là một cái khoảng thời gian mà bạn cần phải thực hiện tất cả những cái môn học, bạn phải được trang bị tất cả những kiến thức. Bạn chỉ có 2 năm rưỡi để hoàn thành cái chương trình này và bạn phải đi ra ngoài xã hội, bạn làm nghề. Đương nhiên cái đó là cái mục tiêu. Hay là bạn nói mình muốn mua một chiếc xe Honda vào cuối năm nay. Thì bạn thấy khi mà chúng ta nghĩ về một cái ước, hay là một cái điều ước, hay một cái điều bạn muốn, là muốn mua chiếc xe Honda vào cuối năm nay, thì bạn luôn luôn đặt nó trong một cái khoảng thời gian cuối năm, đúng không bạn? Thì có nghĩa là từ đây là tháng 6 cho đến cuối năm là bạn còn 6 tháng hoặc là 7 tháng nào bạn phải thực thi cái ước muốn của mình ha. Cho nên bạn, hoặc là trong ca làm việc của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cần phải phục vụ chu đáo một cái tiệc sinh nhật, thì cái đó là tất cả bạn sẽ có rất hàng trăm cái công việc, hàng trăm cái nhiệm vụ và hàng trăm cái hoạt động, nhưng trong cái khung thời gian là 8 tiếng làm việc ngày hôm nay. Cho nên bạn sẽ thấy thời gian thực sự nó là một cái điều mà bạn có một cách dễ dàng, nhưng mà nó không phải là vô hạn. Ha. Càng lớn một chút xíu bạn sẽ thấy những cái áp lực về thời gian cuộc đời của mình nó càng rõ nét hơn. Và bạn thể tin rằng ở ngay thời điểm này bạn chưa có cái cảm giác đó, nhưng mà nếu mà bạn càng trưởng thành hơn thì bạn sẽ đồng ý với thầy, cái khoảng thời gian của mỗi người thực sự nó rất giới hạn. Chúng ta không biết rằng chúng ta có giới hạn ở cái giới hạn thời gian của chúng ta trong cuộc sống này là ở đâu, hả bạn ha? Ok, cho nên ở phần này hãy ý thức được rằng mỗi một cái khung thời gian mà bạn có mỗi ngày, bạn nên cảm thấy đó là nguồn tài sản. Cảm ơn Thượng Đế nếu chúng ta có được khoảng thời gian nào đó trong một ngày, một tuần hay một cái tương lai gần. Và chúng ta hãy triệt để, chúng ta hãy
tuyệt đối là tận dụng những khoảng thời gian chúng ta có để đạt được các mục tiêu công việc của chúng ta muốn. Ha. Đừng nghĩ rằng nó vô hạn, đừng nghĩ rằng hôm nay không làm thì ngày mai làm. Thật ra không biết ngày mai như thế nào. Hay rằng đừng đừng bao giờ nghĩ rằng không sao đâu, chắc làm được. Không được đâu bạn ơi, nếu mà bạn không biết đặt nó vào một cái khung thời gian cụ thể để thực thi nó. Cái quan điểm thứ hai mình cho là quan điểm mà rất là nhiều bạn hay gọi là đánh đồng cái quan điểm, gọi là đánh đồng với nhau hay là nghĩ nó không đúng, đó là hiệu suất đồng nghĩa với hiệu quả. Hiệu suất tiếng Anh của nó là efficiency, hiệu quả là effectiveness. Hai cái từ tiếng Anh này nó khác biệt nhau. Đương nhiên khi mà chúng ta nói về tiếng Việt, hiệu suất là chúng ta nói bằng, chúng nói về định lượng, về số lượng. Chúng ta nói về hiệu quả là chúng ta nói về chất lượng các bạn ha. Thì hiện giờ rất là nhiều người, đặc biệt là những cái chúng ta làm giám sát, chúng ta làm quản lý đi, đôi lúc chúng ta phải nhận định rằng một bạn nhân viên của bạn á, họ sử dụng thời gian hiệu quả hay không, mà bạn phải nhìn ở hai khía cạnh, đó là hiệu suất công việc và hiệu quả công việc. Nếu mà bạn ví dụ như bạn giao cho nhân viên bạn hãy chuẩn bị 100 cái dĩa ăn trong vòng 5 phút, và thực ra 5 phút sau bạn quay lại bạn thấy có 100 cái dĩa ăn nằm ở trên quầy phục vụ, thì đừng vội cho rằng bạn nhân viên đó đang làm tốt cái công việc của mình, hay là bạn nhân viên đó đang quản lý thời gian rất là giỏi, cho đến khi bạn nên kiểm tra chất lượng anh ta làm 100 cái dĩa đó nó có sạch không. Chỉ khi nào bạn có thể nói là à đúng là mình cho anh ta 5 phút, anh ta chuẩn bị 100 cái dĩa và 100 cái dĩa này sạch, thì như vậy chúng ta kết hợp rằng hiệu suất và hiệu quả, anh ta đã thực thi công việc một cách đúng cái khoảng thời gian mà mình cho phép là 5 phút, như vậy anh ta làm tốt. À, chứ đừng có đánh giá chỉ là một mặt hiệu suất không hay hiệu quả không để nói rằng một người sử dụng thời gian hiệu quả. À, quan điểm tiếp theo mình đặt trong cái phần là quan điểm sai lầm. Với tư cách là một người giám sát hay là quản lý thì các bạn thỉnh thoảng các bạn lại có suy nghĩ muốn công việc hoàn tất thì phải tự tay mình làm lấy. Có thể thường có một số bạn cẩn thận, thường phải tự tay mình làm lấy thì việc mới hoàn tất. Thật ra đó là cái suy nghĩ mà có thể đúng khi bạn là một người nhân viên, khi bạn được giao việc và bạn tự tay bạn phải làm cái công việc này, bởi vì bạn không không có một cái cách khác để làm. Tuy nhiên ở vai trò là một người giám sát hay một người quản lý, thứ nhất bạn cần phải thực hiện rất nhiều việc trong cùng một khoảng thời gian, cho nên nếu mà bạn nghĩ rằng chỉ có tự tay mình làm lấy thì mới xong thì chúng ta không thể nào đáp ứng được cái yêu cầu của công việc, yêu cầu của thời gian công việc. Một lý do như vậy thì chúng ta còn ai để hỗ trợ chúng ta, còn nhân viên. Bạn còn nhớ định nghĩa về vai trò của một người giám sát viên. Giám sát viên là người thực thi các nhiệm vụ công việc thông qua nhân viên của mình. Chính vì điều đó bạn sẽ thấy ở vai trò là người giám sát viên, bạn có thêm những cái cách để có thể thực thi công việc bằng đội ngũ nhân viên của mình. Đương nhiên ở đây có phải có một cái kỹ thuật để bạn sử dụng nhân viên của bạn để thực thi cái công việc hiệu quả. Cho nên bạn sẽ thấy nếu mà bạn nào với vai trò là một vai trò công việc mới là giám sát mà bạn cứ nghĩ rằng phải cho tự tay mình làm thì công việc mới hoàn thành, thì đó là một cái quan điểm sai lầm trong cái việc sử dụng thời gian. Thời gian nó eo hẹp lắm bạn. Thời gian nó có giới hạn. Mà nhiệm vụ của mình thì rất là nhiều. Cho nên sẽ có những cách khác để bạn có thể cùng với đội nhóm của bạn thực thi nhiều việc cùng một lúc. Như vậy bạn sẽ thấy cùng một khoảng thời gian, cùng một giới hạn thời gian mà có nhiều việc được thực hiện cùng một lúc thì bạn sẽ thấy hiệu quả hơn chứ. Ha? Cho nên ai đó có những cái suy nghĩ này là một suy nghĩ sai lầm. Cái quan điểm thứ hai, tiếp theo, thứ tư. Việc sắp xếp lịch làm việc chỉ là mất thời gian vô ích thôi bạn. À, thì tính rằng
cũng nhiều bạn sinh viên hay là những bạn trẻ đâu đó sẽ có những suy nghĩ này, bởi vì bạn nghĩ rằng ồ mọi thứ nó nằm trong đầu của mình rồi, chuyện này nó dễ quá mà tại sao phải ngồi mất thời gian trong việc sắp xếp nó, cái tiếng đầu tiên làm gì, mấy giờ làm gì, tại sao phải suy nghĩ vậy, cứ làm theo ngẫu hứng đi các bạn ha. Và cứ tự nhiên mình lại mất thời gian trong việc liệt hay là sắp xếp mọi thứ như vậy, nó là mất thời gian vô ích, không cần thiết điều đó. Thật ra xin thưa điều này cũng có thể đúng nếu mà bạn là người tác chiến độc lập, bạn là người thực hiện công việc độc lập, hay thậm chí là do bản chất bạn là người giỏi, bạn có thể thực thi công việc và không có bất kỳ sự sắp xếp nào, bởi vì bạn có khả năng rất là đặc biệt. Tuy nhiên nhìn chung, nếu bạn nên bỏ ra một ít thời gian để bạn sắp xếp mọi thứ theo cái kế hoạch của mình, theo cái khung thời gian của mình và thực thi nó có thể mất một ít thời gian, tuy nhiên nó sẽ giúp cho các bạn thực thi các công việc một cách hiệu quả, trọn vẹn, theo đúng ý đồ của mình. Các bạn ha, theo đúng ý đồ của mình. Còn nếu mình đã mất thời gian thì không phải đâu bạn. Từ lúc mình việc sắp xếp này nó chỉ mất đi một ít thời gian của mình thôi. Ha. Bạn thử áp dụng nha. Nếu giả sử mà trước khi đi ngủ của ngày hôm nay, bạn nên dành hết thời gian và nghĩ vào ngày mai sẽ như thế nào. Rồi bạn chỉ nghĩ thoáng qua, thầy nghĩ rằng cái việc mà bạn suy nghĩ thoáng qua như vậy nó mất bạn chắc 1 phút, 2 phút thôi. Nếu bạn như vậy ngày mai mình có một cái lớp học vào 7:30 sáng, mấy giờ mình nên rời khỏi khỏi giường? Rồi tại sao mình phải rời khỏi giường ở giờ đó? Rồi mình sẽ làm điều gì tiếp theo? Ha? Nếu bạn thấy rằng nếu bạn làm được tất cả, thậm chí là cái việc mà mỗi bạn sinh viên bây giờ cầm trước khi đi ngủ cầm cái điện thoại lên chỉnh cái thời gian báo thức cũng là một cái cách mình đã sắp xếp, đâu đó mình đã sắp xếp cái công việc của mình vào ngày hôm sau rồi các bạn ha. Thì cái việc sắp xếp đó là vô cùng có ích, đặc biệt với vai trò bạn là một người quản lý nhóm, giám sát nhóm các bạn ha. Tại vì bạn nếu mà bạn không có kế hoạch thì nhân viên làm sao biết được gì những gì họ cần phải làm, nhân viên đâu có hiểu trong đầu bạn nghĩ gì ha. Cái tiếp theo, nếu mà mọi việc được sắp xếp rồi thì sẽ hạn chế tính sáng tạo. Các bạn trẻ thường hay nghĩ vậy ha. Tại sao phải sắp xếp, cứ làm theo theo cảm hứng của mình, làm theo mọi thứ theo cái theo tình huống đi ha. Thú thật đó bạn, cái suy nghĩ đó như thầy nói nó cũng có thể đúng ở một vài cá nhân, một vài tình huống nào đó, tuy nhiên ở vai trò là một người giám sát, thầy luôn kêu gọi các bạn sinh viên luôn luôn ý thức được rằng mình phải sắp xếp điều đó, mình sẽ sắp xếp công việc bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian, vả lại chúng ta đang trách nhiệm, chúng ta đang làm việc với đội nhóm của chúng ta, nếu chúng ta không có những cái sự sắp xếp trước, chúng ta làm theo cảm hứng thì liệu chính bản thân mình cũng không biết mình cảm hứng cái gì nữa mà, thì liệu nhân viên mình có hiểu rằng ô sếp của mình hay quản lý của mình hay giám sát của mình đang có cảm hứng gì để làm việc không, có đâu bạn ha. Cho nên đó, ở góc độ là một cái kỹ thuật, là kỹ thuật quản lý, sự sắp xếp thời gian là một điều bạn phải làm. Nếu mà nói về tính sáng tạo đúng không, thầy cho bạn một cái ví dụ về một cái lĩnh vực mà người ta tuyệt đối chú trọng về tính sáng tạo là lĩnh vực nghệ thuật. Chẳng hạn như bạn thấy ở lĩnh vực nghệ thuật thì luôn luôn người ta rất là chú trọng sự sáng tạo. Tuy nhiên không vì lẽ đó mà khi người ta thực thi một cái show diễn hay một cái vở kịch nào đó, người ta không đặt nó vào mọi một cái, không đặt nó, không sắp xếp nó một cách chi tiết. Thậm chí bạn thấy khi người ta hướng đến sự chuyên nghiệp, người ta càng phải sắp đặt và chi tiết hơn. Ok bạn ha, ở giây thứ mấy cái người diễn viên sẽ bước ra sân khấu, anh ta đi bao nhiêu bước anh ta sẽ dừng lại, và ở đoạn nào, ở giây nào, ở phút nào thì cái đèn phải đánh vào sân khấu và nhân vật thứ hai sẽ xuất hiện, tất cả mọi thứ nó phải được lên kế hoạch và đặt nó trong một cái sự chi tiết về thời gian, bởi vì người ta hướng đến cái sự chuyên nghiệp. Và đặc biệt người ta, đây là một cái màn trình diễn không phải chỉ thực hiện bởi một người mà cần phải được sự kết hợp của nhiều khâu, nhiều nhân sự, cho nên cần phải có sự sắp xếp các bạn ha. Cho nên thầy có thể nói nếu ai đó
nghĩ rằng tôi không muốn sắp xếp bởi vì hạn chế sự sáng tạo, thầy nghĩ rằng nhìn chung đây là một quan điểm sai lầm, đặc biệt là những người làm công tác về chuyên môn về ngành nghề và những cái người mà làm công tác giám sát quản lý. Ok bạn, thì đây là những cái thông tin, những cái quan điểm mà chúng ta cùng với nhau liệt kê ra, tạm gọi là những quan điểm sai lầm. Nếu bạn nào khi chưa học cái bài học này, chúng ta đâu đó vẫn còn, một là chưa rõ, hay đâu đó vẫn còn có những cái suy nghĩ nó theo như cái hướng này, thì thầy nghĩ rằng chúng ta nên tiếp nhận nó và thay đổi. Thay đổi góc độ là chúng ta thay đổi, bởi vì đây sử dụng thời gian nó không còn phải là sử dụng theo cái bản năng của mình nữa, mà sử dụng để làm nghề. Lưu ý ha, sử dụng để làm nghề. Nếu bạn sử dụng thời gian theo bản năng của mình, bạn làm như thế nào? Bạn sẽ tự gánh hay tự chịu. Nhưng mà khi mà chúng ta làm nghề thì chúng ta phải biết cách để chúng ta sử dụng và làm chủ cái thời gian của chúng ta, để giúp sao à? Giúp cho cái công việc của chúng ta được thực thi một cách trọn vẹn và hiệu quả. Ok, phần này các bạn ghi chép đầy đủ chưa? Các bạn ghi chép phần này đầy đủ chưa? Dạ rồi. Rồi. Ok bạn, thầy xin phép mời các bạn qua slide tiếp theo. Như vậy thì chúng ta cùng đề cập với nhau những cái nguyên tắc để giúp cho các bạn, hay là những cái công việc giúp cho các bạn phải thực hiện, bạn nên thực hiện để chúng ta thể hiện là chúng ta đang làm chủ thời gian hay là quản lý thời gian của chúng ta hiệu quả. Các nguyên tắc cơ bản về quản lý thời gian như vậy. Ok bạn. Rồi, chúng ta hãy đến cái việc đầu tiên chúng ta nên làm theo bài. Khi bắt đầu một ca làm việc, nếu chúng ta là giám sát khi bắt đầu một ca làm việc, thì thật ra nên lời khuyên cho chúng ta là chúng ta nên nghĩ về cái danh sách những cái công việc mà chúng ta cần phải thực thi trong một ngày. Chúng ta phải hay chúng ta muốn thực thi trong một ngày. Hay các bạn là một bạn sinh viên đi. Thì trước giờ đi ngủ của đêm hôm trước, hay là thậm chí buổi sáng khi bạn ngủ dậy, ít nhất bạn cũng phải suy nghĩ rằng hôm nay chúng ta có những việc gì phải làm. Chúng ta phải xác định 3 việc, 4 việc, 5 việc, hay là ngày hôm nay là weekend, chúng ta chỉ uống cà phê bằng sáng, sau đó nghỉ ngơi thoải mái. Thì thật ra chúng ta nghĩ về cái khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái, hay chúng ta nghĩ về cái việc ăn sáng, thì cũng đó là một việc trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Các bạn ha, cho nên cái nguyên tắc đầu tiên, hãy cố gắng tạo ra những cái danh mục công việc cần thực hiện. Mình gọi là daily to do list, daily là hàng ngày. To do là cần phải thực hiện, một cái danh mục các công việc cần thực hiện trong ngày. Điều này các bạn sinh viên khi mà thầy giảng dạy trực tiếp trên lớp các bạn, cũng có thể chia sẻ với thầy: thầy ơi, mình không có thời gian, thậm chí là em bận lắm, thậm chí ngủ dậy cái là phải tấp, rồi là phải bắt đầu rất là vội để có thể đến lớp cho đúng giờ. Ok, đôi lúc các bạn cái danh mục này không cần thiết, bạn phải làm lấy một tờ giấy A4 ra bạn ghi ra. Đương nhiên bạn làm điều đó cũng được. Hoặc là danh mục này bạn có thể chuẩn bị nằm ở trong cái trong đầu của mình thôi bạn. À, hôm nay ba mục tiêu chúng ta cần phải làm: đến lớp, đi chơi, coi phim, ví dụ như, hay là thậm chí một ngày làm việc với những người giám sát có kinh nghiệm hay những quản lý có kinh nghiệm. Chúng khi bạn bước chân vào một ca làm việc, bạn đã có thể có một cái danh sách trong đầu mình những gì bạn muốn thực thi hay là làm trong hôm nay. Hãy nghĩ về nó, nếu bạn không nghĩ về nó thì bạn sẽ không bao giờ, nó là không nằm trong danh sách bạn cần làm. Nếu điều đó không nằm trong cái danh sách bạn muốn làm thì chắc chắn bạn sẽ không làm. Nằm trong danh sách bạn muốn làm rồi chưa chắc bạn làm được ha. Cho nên hãy tập thói quen tạo ra những cái danh mục công việc cần làm, cái điều bạn muốn làm ở vai trò giám sát hay là ở cuộc sống hàng ngày của mình vậy. Rồi, bạn có một cái danh mục, giả sử 5 việc, ngày hôm nay mình có 5 việc mình cần phải làm, thì việc tiếp theo của mình là gì? Các bạn phải đặt mục tiêu cụ thể cho từng việc, hay là mình phải thể hiện rằng tôi muốn làm những việc đó như thế nào.
Điều này sẽ giúp cho bạn giải quyết được cái câu chuyện là đôi lúc chúng ta làm được rồi nhưng mà chúng ta không hài lòng về chất lượng của nó. Thì rõ ràng chúng ta không phải làm lại, như vậy mất thời gian. Đúng không ạ? Hay là chúng ta chưa làm được bởi vì chúng ta không đủ thời gian. Chúng ta không nghĩ rằng làm cái việc này nó mất thời gian quá, cho nên thay vì ngày hôm nay chúng ta nghĩ chúng ta phải làm 5 việc nhưng làm tới việc thứ ba là hết thời gian rồi, bởi vì từng việc nó phức tạp quá. Ha, điều đó tại sao mình không nghĩ ra từ đầu mỗi một việc nó mất mình bao nhiêu thời gian và chúng ta muốn làm đó điều đó như thế nào. Ha, bằng cách là chúng ta đặt ra những cái mục tiêu, những cái chất lượng công việc mà chúng ta muốn thực hiện. Khi mà cái phần đặt mục tiêu cụ thể cho từng việc mà chúng ta muốn làm thì chúng ta áp dụng cái phương pháp trên bài gọi là phương pháp SMART goal. SMART là thông minh, goals là mục tiêu. Thật ra đây là một cái từ tiếng Anh mà không không khó để dịch ra, một cái mục tiêu thông minh. Bạn có thể sử dụng từ này xem coi là một cái cách để bạn đặt mục tiêu. Hay thú thật, cái từ SMART này là viết tắt của những từ sau đây, và những từ sau đây cũng là những cái điều giúp cho các bạn đặt một cái mục tiêu cho từng công việc một một cách chính xác. Từ SMART nó viết tắt của từ, chữ S viết tắt của từ specific là cụ thể các bạn ha, cụ thể, mục tiêu là phải cụ thể. Từ am viết tắt của từ measurable, động từ measure là đo lường, measurable là có thể đo lường được. Một cái mục tiêu, một cái kết quả công việc cũng phải đo lường được bạn ha, 100 cái dĩa đo lường được đúng không bạn, 100 xếp 50 cái khăn ăn đo lường được. Hay bạn làm 30 cái ổ bánh đo lường được các bạn ha. Chữ A nó viết viết tắt của từ action oriented. Oriented, action oriented nghĩa là mục tiêu nó cần phải có được cụ thể bằng những cái hành động bạn. Phải có những cái hành động để có thể tạo ra một mục tiêu, một cái kết quả đó. Ha. Phải có những hành động, chẳng hạn như bạn có thể nói là tôi đặt mục tiêu là từ đây cuối năm tôi mua chiếc xe Honda. Cái thật ra nó nếu bạn mục tiêu mà không có cái action, không có cái hành động để thực thi nó, mục tiêu đó không phải là mục tiêu mà là niềm mơ, niềm giấc mơ bạn ha. Cho nên thầy không nhớ cụ thể nhưng mà có nhiều người, người ta viết, người ta nói trên những cái mạng cộng đồng, thực ra mục tiêu mà không có hành động action đó bạn, thì thật ra bạn muôn đời bạn sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu đó, bởi vì nó là ước mơ thôi mà nằm bạn mơ về nó ha. Mục tiêu là như vậy, để đạt được cái việc là chúng ta cuối năm nay mình mua chiếc xe Honda thì ngay lập tức tôi phải đi kiếm việc làm thêm, không thể là tôi là mỗi ngày tôi đi học đến trường, gia đình gửi tiền lên đây để đi học rồi đóng tiền học, như vậy thì tự động là sao cuối năm có xe được ha. Giờ thì ngoài giờ học xem coi chúng ta cần gì để chúng ta đăng ký đi làm thêm, ví dụ như vậy ha. Mục tiêu chữ R viết tắt của từ realistic ha, real là thật, realistic là có thể hiện thực được, có thể thực hiện được điều thực tế bạn ha. Thì bạn sẽ thấy mục tiêu trong cuộc sống của bạn, mục tiêu trong công việc của bạn cũng vậy, thì luôn luôn bạn cần phải xác định điều đó phải thực tế và làm được ha. Thí dụ như thầy có thể nói bạn bạn có thể đặt mục tiêu là mùa hè này mình đi du lịch đúng không ạ, mình đi du lịch với gia đình. Thực ra mục tiêu đó nghe có vẻ rất là thực tế, đơn giản là muốn đi du lịch, thứ nhất là có tiền, thứ hai là có thời gian và mình đi, đơn giản vậy thôi ha. Nhưng mà nếu mà bạn thấy mục tiêu bạn đi du lịch đi Vũng Tàu ở bất kỳ một điểm nào đó, tuy nhiên với điều kiện là phải tình hình bệnh dịch nó phải được và là được cải thiện. Nhưng mà nếu bạn nói bằng mục tiêu của mình là muốn đi lên cung trăng du lịch thì thật ra nghe nếu mà phân tích kỹ thì cũng có thể hợp lý, tại vì đã từng có những cái chuyến phi hành gia lên cung trăng để khám nghiệm rồi hay là để nghiên cứu rồi. Nhưng mà tới thì thời điểm này về thực tiễn chưa có cái tour du lịch trên đó và người ta cũng chưa xác định được là khi nào có. Cho nên bạn, cái điều đó không phải là mục tiêu, cái điều đó là nhiều một cái niềm mơ ước. À, bạn mơ ước nó không có hiện thực, chưa thành hiện thực.
Cho nên cố gắng khi bạn đặt mục tiêu, bạn phải xác định, bạn phải có xác định đây là mục tiêu có thể thực hiện được ở hiện tại hay không. Và cái thứ ba, chữ T, nó viết tắt từ times limited. Limited là giới hạn, giới hạn về thời gian. Như thầy nói, nhiều khi bạn không để ý, hầu như tất cả những việc chúng ta muốn hay là những cái công việc chúng ta phải thực hiện, nó đều luôn luôn được nằm trong cái giới hạn thời gian các bạn ha, giới hạn thời gian. Thì mà và mọi người sử dụng cái thời gian của mình nó sẽ khác nhau các bạn ha. Thời gian chẳng hạn như mua chiếc xe vào cuối năm nay, 2 năm rưỡi phải tốt nghiệp, chúng ta phải có, giả sử chúng ta phải một trận bóng đá thì 90 phút, nó là đại loại cứ mỗi một cái công việc hay một cái sự kiện gì đó, chúng nó luôn luôn được đặt trong một cái khoảng thời gian, cái giới hạn thời gian thôi. Cho nên khi bạn đặt mục tiêu, bạn cũng phải đặt rõ ràng. Thầy, cho nên thầy có thể lặp lại cho các bạn, từ SMART goal này là một cái phương pháp để chúng ta đặt cái mục tiêu. Đặt mục tiêu quan trọng không mà, cực kỳ quan trọng mà. Đôi lúc đặt mục tiêu nó tác động đến sự thành bại của bạn luôn. Ha. Bạn đặt mục tiêu sai, điều đó sẽ làm cho bạn không bao giờ bạn đạt được cái mục tiêu công việc của mình, mặc dù bạn không phải là người kém tài năng. Các bạn, thầy lấy một cái ví dụ. Nếu mà bạn, đâu đó những cái bạn có những ước muốn chẳng hạn như tôi trở thành người giàu có, khi bạn ngồi ghế nhà trường, thật ra cái điều đó không phải là mục tiêu. Điều đó là cái bạn muốn. Cái bạn muốn mà điều mà bạn muốn nó không rõ ràng. Cho nên bạn sẽ thấy nảy sinh một vấn đề là có những người, người ta lao động vất vả cả đời, thậm chí tới những ngày cuối cùng của cuộc đời luôn, người ta vẫn có một cái cảm giác là người ta chưa có đạt được những gì người ta muốn. Bởi vì chính bản thân anh ta hay cô ta vẫn chưa xác định mình muốn cái gì nữa. Thế nào là giàu? Nếu các bạn sinh viên bây giờ các bạn có thể có một mức lương 10 triệu một tháng, bạn gọi là bạn rất là hài lòng rồi. Nhưng mà có những đối tượng bây giờ khi đi làm, 10 triệu là mức lương quá ít để không, người ta không thể nào sống được. Và có, nếu bạn nghĩ rằng ở lứa tuổi sinh viên bạn có trong tài khoản 100 triệu, bạn nghĩ wow, số tiền lớn quá. Nhưng mà có những người 100 triệu chỉ là một ngày chi phí của họ. Như vậy bạn sẽ thấy rõ ràng rất là khác nhau. Cho nên khi chúng ta đang ngồi đây và chúng ta đặt mục tiêu tôi muốn trở thành người giàu có, thì thật ra bạn sẽ rất rất vất vả với mục tiêu đó, và bạn phát hiện một điều là có vẻ như không phải mình thiếu nỗ lực, không phải mình lười biếng, không phải mình dở, mà là mình đã đặt cái mục tiêu ban đầu nó sai. Thì thay vì như vậy thì chúng ta nên đặt mục tiêu nó cụ thể hơn, áp dụng cái phương pháp SMART goal này nè. Hiện giờ tôi là sinh viên, mục tiêu của mình rất là rõ, đương nhiên sinh viên năm 2, đâu đó khoảng năm sau chúng ta ra trường. Trong vòng 5 năm sau khi ra trường, tôi đặt mục tiêu là tôi có trong tài khoản ngân hàng của tôi sẽ có 500 triệu đầu tiên trong 5 năm. Bằng cách là vừa ra trường tôi phải kiếm được việc làm và phát triển cái nghề nghiệp của mình lên vị trí giám sát trong khoảng thời gian đó. Thì bạn thấy rõ ràng là cái đó một cái mục tiêu trong khoảng thời gian 5 năm của mình hay 3 năm của mình. Nó rất là SMART goal. Thứ nhất, anh ta có khoảng thời gian để thực hiện điều đó, có 3 năm. Thứ hai, có thể đong đo đếm mà anh ta đạt được mục tiêu chưa? Được. Chỉ khi mà chỉ cần tài khoản cá nhân anh ta có 500 triệu đầu tiên là mình có thể nói tôi đạt được mục tiêu rồi. Thế thậm chí anh ta làm điều này trong vòng ở năm thứ nhất thôi thì nghĩa là anh ta vượt chỉ tiêu. Hai bạn ạ. Rồi, bằng cách nào? Có được công việc làm đầu tiên và thăng chức trong khoảng thời gian đó. Thì bạn thấy rất là rõ ràng. Và với phẩm chất của một bạn sinh viên, với một cái kế hoạch như vậy, thì bạn nghĩ mục tiêu này nó hiện thực được không? Hiện thực được, nghe rất hợp lý. 3 năm cho một cái vị trí thăng chức và có một cái tài khoản 500 triệu. Thầy nghĩ rằng ở thời điểm này, nó cũng hơi là một mục tiêu hơi cao, nhưng mà vẫn có thể thực hiện được. Cho nên, nhắc lại, đôi lúc chúng ta không chịu đặt mục tiêu cho từng cái việc chúng ta làm. Và chúng ta cứ nghĩ rằng tại sao phải đặt mục tiêu làm gì? Thì sau này bạn sẽ phát hiện một điều, như vậy mình mất thời gian rồi. Ở đây thầy có thêm một cái ví dụ nữa.
khi mà thầy tuyển dụng nhân viên phỏng vấn bạn thì luôn luôn thầy nhìn trong cái CV của những bạn, những người mà ta nộp đơn á, tiếng Anh good, tiếng Hàn Quốc good, ok, một bạn sinh viên ra trường nộp đơn vào vị trí phục vụ, biết được hai ngoại ngữ cộng với tiếng mẹ đẻ nữa là ba ngôn ngữ, điều đó quá tốt đúng không ạ? Một cái CV rất là tốt. Tuy nhiên khi phỏng vấn thầy phát hiện ra một điều, bạn nói tiếng Anh không lưu loát, bạn nói tiếng Anh không lưu loát, ít nhất trong cái yêu cầu trong ngành F&B. Tiếng Hàn Quốc bạn nó chỉ bập bẹ thôi, giống như mới vừa đi học vậy, bạn nó cũng không sử dụng được. Nhưng mà thú thật hỏi thật, bạn đã có đi học hai ngôn ngữ và học thời gian dài, cho nên vấn đề đặt ra bạn sẽ thấy, ồ, trong thời gian là 2 năm rưỡi hay 3 năm của một bạn sinh viên, bạn đó cũng đặt mục tiêu, thầy nghĩ bạn đó có đặt mục tiêu cho cá nhân mình và ý thức được rằng biết được nhiều ngôn ngữ sẽ là một lợi thế, và bạn đặt mục tiêu bạn học hai ngoại ngữ, có nghĩa là bạn có được cái to do list trong vòng thời gian khoảng thời gian sinh viên của mình, nhưng mà bạn lại không đặt cái mục tiêu là smart goal, học ngoại ngữ để làm gì, kết quả của việc học ngoại ngữ là gì, học để biết, để nói rằng tôi có đi học hai ngoại ngữ, hay học để sử dụng nó cho cái ngành nghề của mình là đi làm, hay học đi để đam mê thôi. Bạn phải đặt cái mục tiêu cụ thể. Cho nên một khi bạn không đặt ra một cái mục tiêu cụ thể thì bạn sẽ thấy một bạn sinh viên biết được hai ngoại ngữ nhưng không sử dụng được. Thì thầy có thể nói bạn đừng đặt trong cái CV, bạn đặt trong CV như vậy người tuyển dụng người ta rất thất vọng với cái ít nhất là về cái thông tin mà bạn nêu ra. Lưu ý các bạn. Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, khẩn cấp và quan trọng. Thì thật ra trong công việc các bạn, trong công việc thì việc nào cũng quan trọng, việc nào cũng cần thực hiện á, việc nào cũng quan trọng và cần thực hiện. Tuy nhiên á, chúng ta không không thể cùng thực hiện điều đó trong cùng một lúc ha. Hoặc là chúng ta cần phải có sự chọn lựa cái nào trước nào sau, để cái nguyên tắc sắp xếp trước và sau này nè bạn, nó theo nguyên tắc khẩn cấp và quan trọng. Cái nào gọi là khẩn cấp? Khẩn cấp là những sự việc nó xảy ra mang tính thời điểm, mà nếu bạn bỏ cái thời điểm đó bạn không thực hiện nó không còn đúng bản chất ban đầu của nó ha. Thì bạn nghe lúc bạn hay nghe nói là bị chữa cháy là khẩn cấp đó bạn ha. Giả sử bạn thấy một cái đống lửa, nếu bạn không chữa cháy nó ở ban đầu, 10 phút sau bạn chữa cháy nó thì thật ra bản chất của cái đốm lửa bị nó không còn đốm lửa mà nó là một cái ngọn lửa cực kỳ lớn. Cho nên bạn lưu ý trong công việc của mình là cũng phải chọn lựa những cái công việc mà mình nghĩ rằng nó mà tính khẩn cấp bạn nên ưu tiên thực hiện nó trước. Đương nhiên còn các công việc nào cũng quan trọng, nếu công việc quan trọng bạn sẽ thực hiện sau. Đồng hồ sinh học các bạn, thì bạn cái cụm từ này nó có hơi lạ tai, nhưng thầy tin rằng đâu đó các bạn cũng đã từng nghe đâu ở đâu đó trong những cái buổi mà học ở những năm phổ thông của mình. Thì đồng hồ sinh học này ý chỉ rằng mỗi một cá nhân, mỗi một người, đặc biệt kể cả bạn là người giám sát hay là bạn một cái đội nhóm làm việc của bạn, luôn luôn có những cái thời điểm mình có thể thực thi những công việc hiệu quả hơn thời điểm khác. Thầy giải thích trong cái ví dụ này sẽ rõ hơn là bạn. Chứ bạn thấy là khi mà nhiều bạn sẽ chọn giải pháp gì nè bạn. Nhiều bạn trước khi thi nhiều bạn sẽ chọn giải pháp là thức sớm để học bài. Thức sớm. Bởi vì đối với bạn là thức sớm bởi vì sao? Mát mẻ, yên tĩnh. Buổi sáng khi mà mới ngủ dậy thì trong đầu của mình chưa có tiếp nhận quá nhiều thông tin, cho nên những cái kiến thức mình học vào ngay thời điểm đó hầu như nó được ưu tiên, nó nằm ở trong đầu mình và nó dễ nhớ nhất. Cái đó là cái sự chọn lựa của bạn đó hay là của những đối tượng đó. Tuy nhiên cũng có những đối tượng chọn giải pháp khác, học bài vào ban đêm. Với lý giải, thứ nhất biết ban đêm cũng mát mẻ, thứ hai ban đêm cũng yên tĩnh, nhưng quan trọng hơn hết, học bài vào ban đêm có nghĩa là sau khi bạn đã hoàn thành hết tất cả những cái nhiệm vụ trong cuộc sống, những điều bạn cần làm rồi,
thì buổi tối là buổi mà bạn cảm thấy relax nhất, bạn không có áp lực gì hết, không có vội vã gì hết, trên lúc đó bạn toàn tâm toàn ý để bạn có thể học bài. Và cái quan điểm đó chúng ta cũng không nói đúng hay sai, và đúng với cá nhân bạn đó hay cái nhóm đối tượng đó. Thì hai ví dụ rồi cho hai cái ví dụ mà thầy vừa nêu vừa rồi cho các bạn một cái nhìn nhận. Thực tế mỗi một cái cá nhân hay một cái đội nhóm luôn luôn có những cái khoảng thời gian mà bạn cảm thấy thích hợp hơn để thực hiện những cái công việc cụ thể nào đó. Và phải hiểu về điều đó để có thể sắp xếp công việc một cách hiệu quả nhất. Đôi lúc làm trước hay làm sau cũng làm, nhưng mà làm đúng thời điểm nó sẽ hiệu quả hơn. Các bạn ha. Thí dụ như có những nhóm làm việc thì nghĩ rằng nên ưu tiên làm những công việc nặng, cứ đầu ca làm những công việc nặng trước, công việc mà liên quan tới sức lực nhiều hơn, thì sau đó mới là làm những công việc mang tính nó nhẹ hơn. Hoặc ngược lại có những nhóm là chọn giải pháp khác. Đầu ca thì mọi người chưa thực sự nóng máy, chứ mình sẽ làm những công việc nhẹ nhàng chứ, và nên chọn những công việc nặng nề kết thúc ca, bởi vì vừa làm xong có thể kết thúc ca về nhà nghỉ. Tùy vào mỗi nhóm, đương nhiên nếu bạn có quyền chọn lựa, nếu bạn không bị áp lực thì bạn có thể tư vấn vào chính cái đồng hồ sinh học của cá nhân mình hay là nhóm của mình để quyết định cái thứ tự công việc ở những cái khoảng thời gian nào đó nó hiệu quả nhất. Ok bạn. Và cái nguyên tắc tiếp theo là tập trung thực hiện từng việc một. Một khi bạn đã có một cái danh mục công việc bạn cần làm, bạn đã có những cái tiêu chuẩn công việc bạn muốn thực hiện, và bạn sắp xếp nó theo thứ tự ưu tiên hay khẩn cấp rồi, bạn tham vấn cái đồng hồ sinh học học của cá nhân mình và đội nhóm mình, thì bạn thực hiện tập trung thực hiện từng việc một. À, be focused, tập trung từng việc một. Thì cái từ cái ý này nó cũng đâu đó nó rất là gần cái điều mà cái câu mà người Việt mình hay nói giờ nào thì việc nấy. Bạn cần phải làm, nhưng mà nếu bạn không 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 tập trung vào những cái việc giờ nào bạn làm việc đó, hay khi bạn làm điều gì bạn phải tập trung vào, thì bạn sẽ mất đi tính hiệu quả. Mà bạn là nếu bạn không có áp dụng cái nguyên tắc này thì bạn làm việc nó mất thời gian lắm mà. Thầy lấy ví dụ nha, rất là nhiều lần mà thầy khi giảng bài trong lớp á, thì thầy thấy các bạn sinh viên học môn FB, nhìn đâu đó lấy cái cuốn tài liệu của môn pháp luật ra coi, thì hỏi thì các bạn nói thầy ơi, em được sắp thi rồi. Thì thật ra với câu trả lời đó thầy không có giận, nhưng mà thầy luôn luôn cảm thấy là bạn đó một sự lựa chọn sai lầm. Thế tại sao bạn nghĩ rằng bạn cần dành thời gian học môn pháp luật? Mình không nghĩ hẳn môn này luôn bạn học. Bạn ngồi trong lớp mà bạn ôn môn pháp luật thì liệu có hiệu quả không? Thầy không tin là hiệu quả. Và chắc chắn bạn học môn FB cũng sẽ không hiệu quả. Nhưng tại sao mình không chọn giải pháp là mình nếu bây giờ ngay thời điểm này việc ôn môn pháp luật là quan trọng, bởi vì rất là sắp thi, nghỉ ở nhà để học. À, còn thật ra bạn ngồi trong lớp, bạn thấy thỏa điều kiện về mặt điểm danh, nhưng mà đúng là bản chất, chất lượng nó sẽ không hiệu quả. Mà chúng ta nói về câu chuyện quản lý thời gian, chúng ta cần phải nhìn ở hai góc độ: hiệu suất và hiệu quả. Học đủ hết á, nhưng mà không 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 biết gì hết, như vậy thì đâu gọi là hiệu quả bạn ha. Tập trung từng việc và làm ngay, đưa nguyên tắc có được mọi thứ sắp xếp rồi làm liền, để tránh tình huống là để ngày mai đi, để ngày mốt đi, mặc dù bạn đã dành rất nhiều thời gian và suy nghĩ về nó, sắp xếp mọi thứ, nhưng mà để dành ngày mai, ngày mốt, thì như vậy thì chúng ta lại ngày mai, ngày mốt là chúng ta bắt đầu phải suy nghĩ lại một à như vậy, chúng ta ngày đó chúng ta cần làm điều gì, chúng ta phải làm là một cái quá trình gì, nó sẽ mất thời gian rồi đúng không, mà chưa kể là công việc của ngày hôm nay, chớ để cho ngày mai. Ngày mai không chừng nó lại có những việc khác mà phải làm, nó phát sinh những việc khác ưu tiên hơn thì sao. Cho nên á, một khi có những biết được gì mình cần làm, hãy làm ngay các bạn ha, thể hiện cái tính action, cái tính quyết đoán trong công việc và thực hiện liền. Thì trên đây theo lặp lại, thứ nhất là tạo ra cái danh mục công việc cần thực hiện trong một ca, một ngày hay một khoảng thời gian nào đó. Cái thứ hai, bạn đặt mục tiêu là bạn muốn thực hiện từng việc đó như thế nào, bạn phải đặt cái mục tiêu cho từng việc. Khi đặt mục tiêu này, chúng ta áp dụng cái phương pháp SMART goal.
Thứ ba, bạn sắp xếp mọi thứ, những cái việc bạn cần làm, có thể rất nhiều việc trong một ngày, trong một ca, theo thứ tự ưu tiên là khẩn cấp và quan trọng. Khẩn cấp được ưu tiên đặt trước, những việc còn lại là quan trọng được đặt sau cũng được. Đồng hồ sinh học là những cái chất lượng công việc. Tham vấn cái đồng hồ sinh học của cá nhân bạn và đội nhóm bạn để biết rằng trong đội nhóm bạn thường sẽ thực hiện những việc gì nó hiệu quả hơn ở những khoảng thời gian nào. Tập trung từng việc một và thực hiện ngay những việc đó. Đó là những cái nguyên tắc để đảm bảo rằng một bạn sinh viên hay một bạn giám sát viên có thể sử dụng và làm chủ thời gian của bạn một cách hiệu quả, như định nghĩa của cái việc quản lý thời gian. Ok bạn. Và đây cũng là cái phần làm việc và cái phần cuối cùng trong cái chủ đề là quản lý thời gian. Các bạn đã ghi chép xong phần này chưa? Ghi chép xong chưa Được bạn? rồi nè. Ok, Rồi như nè. vậy rồi thầy sẽ mời các bạn qua một phần tiếp theo ha. Phần tiếp theo, ủy thác công việc. Ủy thác công việc là một trong những cái công cụ rất hiệu quả của người giám sát viên, giúp cho người giám sát viên có thể thực thi được nhiều việc trong một cái giới hạn thời gian của anh ta. Như trên đây chưa bài quản lý thời gian, chúng ta thể nói là chúng ta có một cái giới hạn, mỗi một ngày chúng ta có một cái giới hạn thời gian, chúng ta phải có rất nhiều việc để làm, đâu phải cái gì chúng ta cũng thể làm được. Như vậy để giúp cho cái đội ngũ chúng ta, cái nhóm làm việc chúng ta hiệu quả hơn, có thể triển khai thực thi ở nhiều việc hơn, thì chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp ủy thác công việc. Có một câu chia sẻ với bạn: người giỏi nhất không nhất thiết phải là người làm tất cả mọi việc. Mặc dù với vai trò là người giám sát và quản lý, chúng ta có thể có nhiều kiến thức và kỹ năng để chúng ta làm được nhiều việc hơn nhân viên của mình. Nhưng thú thật, mỗi một con người đều có những cái giới hạn riêng của mình. Và bạn cũng đừng đặt một cái áp lực là mình là người giỏi cho nên mình phải làm được hết mọi việc, hay để trở thành người giỏi phải làm được hết mọi việc. Không nhất thiết phải như vậy bạn ha. Nếu chúng ta nghĩ rằng đâu phải tốt cái việc nghiệp chúng ta làm cũng giỏi đâu, chúng ta có thể giỏi nhiều hơn người khác, nhưng mà ở một số lĩnh vực cụ thể, những người đó gọi là những người cộng sự của mình có khả năng giỏi hơn mình thì sao ha. Cho nên bạn hoàn toàn có thể kết hợp với những cộng sự của mình, nhân viên của mình, để thực thi rất nhiều việc bằng cái kỹ năng ủy thác. Như vậy chúng ta đặt ra định nghĩa thế nào là ủy thác công việc. Cái từ ủy thác thì tin là các bạn nghe lâu lâu mới nghe một lần ha. Nghe từ ủy thác lâu lâu, thật ra là nhiều một cái từ mà nhiều bạn sinh viên hay sử dụng để thay thế cái chữ ủy thác. Khi mà thầy giảng dạy trực tiếp đó, thì các bạn hay nêu ra ủy thác có phải là ủy quyền không thầy, có phải là phân công không thầy, có thể là sai việc không thầy? Không phải bạn ha. Thật ra tất cả những gì mà các bạn sinh viên dùng những cái từ để thay thế từ ủy thác này nè bạn, nó chỉ là một phần ý nghĩa của cái ủy thác công việc. Ủy thác nó không phải là một việc, ủy thác nó là một cái quá trình, một cái quy trình gồm nhiều yếu tố, nơi mà bạn bắt đầu có cái suy nghĩ ủy thác cho đến khi nhân viên thực thi nó một cách hoàn thành. Như vậy chúng ta cùng định nghĩa nha bạn, ủy thác là gì? Ủy thác công việc là giao quyền hạn và trách nhiệm cho người khác thực hiện những cái công việc thường là của mình, nhưng mình vẫn là người chịu trách nhiệm chính. Bạn vui lòng ghi chép, và đặc biệt bạn ghi chú những cái cụm từ mà thầy in đỏ trên đây nha bạn ha. Ủy thác là giao quyền hạn nè, giao trách nhiệm nè cho những nhân viên của mình thực thi những cái công việc cho mình, nhưng mà mình vẫn là người chịu trách nhiệm chính. Nếu nhân viên làm việc không đáng, còn mình là người chịu trách nhiệm các bạn ha.
Như vậy đó, thế theo cái định nghĩa này thì nếu mà bạn nói ở ủy thác là giao việc, thật ra giao việc có nghĩa bạn giao trách nhiệm thì bạn chưa giao quyền hạn không bạn ha, hay bạn nói là sai việc. Sai việc, thật ra sai việc thì đơn giản mà cũng chỉ giao trách nhiệm thôi. Ủy quyền à, cái bạn ủy quyền thì thật ra bạn chỉ giao quyền thôi chứ bạn chưa giao trách nhiệm. À, cho nên mình sẽ thấy tất cả mọi thứ, những gì mà bạn nêu ra nó là những yếu tố nằm trong cái cụm từ ủy thác. Rồi các bạn ghi xong phần này chưa? Ghi xong chưa bạn ơi? Rồi thế ơi. Ok bạn. Như vậy chúng ta cùng vào cùng nhau liệt kê coi. Thật ra ủy thác là một trong những cái công cụ rất là quan trọng và hiệu quả của một người giám sát. Chúng ta cùng với nhau tìm hiểu những cái lợi ích của việc ủy thác. Nếu chúng ta ủy thác, nếu một người giám sát thực hiện công việc ủy thác thì người ta có những cái lợi gì? Công việc có điều gì lợi ích? Ha. Thứ nhất, cái bạn ủy thác như vậy bạn có nhiều thời gian hơn, thay vì bạn phải chính tay mình phải thực thi, phải thực hiện công việc thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để làm cái công tác hoặc làm cái công việc quản lý của chúng ta. À, chúng ta có nhiều nhiệm vụ chúng ta sẽ ủy thác cho từng nhóm nhân viên hay từng đối tượng nhân viên hay từng cộng sự của chúng ta, thì như vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để thực thi cái hoạt động quản lý của mình, quản lý giám sát quản lý. Còn nếu bạn không ủy thác một cách hiệu quả hay bạn không không dựa vào cái kỹ thuật ủy thác, bạn luôn luôn ôm đồm những cái công việc thì bạn sẽ rất là bận rộn và thú thật. Một khi bạn bạn ôm đồm một cái việc gì đó với vai trò là giám sát thì bạn không có khả năng để kiểm soát công việc được bạn. Lợi thứ hai là khi mà ủy thác như vậy, mỗi nhân viên đều có những cái việc, những cái trách nhiệm, đều có những cái sự phân công hợp lý để họ làm. Như vậy họ sẽ tích cực hơn, họ sẽ làm tốt công việc hơn, họ được va chạm nhiều hơn, họ được trải nghiệm nhiều hơn và họ được giao việc, được tin cảm thấy được tin tưởng nhiều hơn. Các bạn ha. Và thông qua những cái việc ủy thác, nhân viên trải nghiệm công việc nhiều hơn thì bạn sẽ thấy đó là cái cơ hội cực kỳ tốt để những người nhân viên có năng lực có triển vọng phát triển. Một nhân viên giỏi thú thật là không thể nào phát triển được nếu anh ta không có cái cơ hội để anh ta dùng từ là thể hiện mình. Thì cái cơ hội dùng từ là cái điều mà cái những lúc mà anh ta nhận những cái nhiệm vụ chính là những cái lúc mà anh ta có cái cơ hội thể hiện mình. Đi làm thì ai cũng muốn được thăng chức, được đánh giá cao, được thể hiện. À, thì cái gì, những cái dịp mà nhận được những cái ủy thác công việc này, chính là những cái lúc mà bạn sẽ có cái cơ hội thể hiện mình là ai và năng lực mình ra sao. Hiệu quả công việc cao hơn, chắc chắn nhiều cộng sự sẽ làm việc, nhiều nhân viên sẽ chung tay vào làm việc, nhiều đội ngũ, nhiều đội nhóm làm việc sẽ bắt đầu công việc của mình. Như vậy thì hiệu quả công việc sẽ tốt hơn, hơn là có một mình là người ôm đồm, một mình là giám sát, một mình là quản lý, mình ôm đồm nhiều việc. Sorry. Rồi, thầy chuyển qua slide khác nha. Các bạn ghi xong chưa? Thầy chuyển qua Dạ slide khác. rồi thầy ơi. Ok bạn. Như vậy thật ra là ủy thác có rất nhiều cái lợi, và ủy thác ngay từ đầu thì khẳng định nó là một cái công cụ hiệu quả của người quản lý. Tuy nhiên khi thực thi công việc ủy thác là bạn, nó cũng có rất nhiều cái trở ngại. Nếu mà nó quá tốt đẹp thì ai cũng sẽ thực hiện nó một cách thoải mái rồi, nhưng mà thật ra nó có những trở ngại riêng của nó. Trở ngại đầu tiên nó đến từ đối tượng là nhân viên của mình. Nhân viên của mình thực thi, bạn sẽ thấy ủy thác định nghĩa là gì? Đó là giao quyền và giao trách nhiệm cho nhân viên thực hiện cái công việc của mình, nhưng mình vẫn là người chịu trách nhiệm hai bạn ha. Đôi lúc nhân viên cảm thấy thiếu tự tin, họ không dám nhận, điều này cũng có thể xảy ra đó bạn, thiếu tự tin họ không nhận, hay họ nhận họ làm không được, họ không dám làm.
Điều thứ hai, thiếu kiến thức về kỹ năng. Ở đây mình nói về khả năng công việc. Thiếu kiến thức và kỹ năng. Có thể trước đây anh ta là người phục vụ thôi. Anh ta chưa bao giờ mà huấn luyện nhân viên. Ở vai trò, thậm chí khi bạn đi làm, bạn là nhân viên. Bạn là chỉ được huấn luyện và bạn làm việc rất là tốt. Nhưng đôi lúc khi mà người quản lý của bạn mới phát hiện, à, bạn này rất là giỏi nè. Thử ngày hôm nay có một bạn nhân viên mới vào thì lại cho bạn đi đến hướng dẫn một cái việc setup bàn cho anh ta. Cùng nhân viên với nhau nhưng bạn là một nhân viên cũ, yêu cầu bạn huấn luyện nhân viên mới ở kỹ năng setup bàn. Bạn thiếu kiến thức và kỹ năng huấn luyện, hay bạn thiếu tự tin mà không dám làm. À, không sẵn sàng đảm nhận thêm công việc. À, cái từ sẵn sàng này là đóng ngoặc kép, mở ngoặc kép. Bạn nên hiểu ý này như thế này. Bạn thấy khi đi làm có nhiều nhân viên rất là hồ hởi, nhiệt tình cho nhiều sự ủy thác. Tuy nhiên có những bạn có những ý nghĩ, suy nghĩ rất là sai lầm. Tại sao mình lại nhận việc nhiều hơn? Hãy tỏ vẻ mình là cái người không có biết gì hết đi, để ít việc để làm. Thật ra, tại sao tôi phải làm thêm việc này? Tại sao tôi phải làm những việc kia? Cố gắng vào ca thì tôi âm thầm đi chọn một cái góc nào đó tôi làm cái việc xong 8 tiếng đi về. À, nghĩa là khi được ủy thác một cái nhiệm vụ gì đó khác thường hay mới mẻ thì bạn không sẵn sàng đảm nhận. Điều này thì có thể nói đó là một quan điểm cực kỳ sai lầm. Nó hoàn toàn khác với quan điểm hay một cái nhìn nhận của những bạn nhân viên có năng lực và nhiệt tình. Tại sao bạn không nghĩ những cái cơ hội đó giúp cho bạn thể hiện mình là ai? Đi làm có muốn được thăng chức không? Đi làm có muốn được tăng lương không? Đi làm có muốn được tôn trọng không? Khi đi làm có muốn được mọi người đánh giá cao hay không? Chắc chắn câu hỏi đó là thừa, ai cũng muốn. Nhưng một khi bạn muốn điều đó mà bạn để chọn cho mình một cái giải pháp là nhẹ nhàng nhất, thầy nghĩ là không khó đâu bạn ha. Không có. Đặc biệt ở thị trường lao động rất cạnh tranh như bây giờ. Đừng bao giờ nghĩ rằng hãy trả cho tôi mức lương làm giám sát thì tôi mới trở thành giám sát và tôi mới thực hiện công việc giám sát. Ở thị trường lao động hiện tại, bạn phải chứng minh cho chủ biết rằng bạn làm được tất cả những công việc của người giám sát thì lúc đó người ta mới thăng chức cho bạn và người ta mới trả cho bạn mức lương giám sát. Nhớ nha bạn ha. Cho nên hiện giờ các bạn phải đóng tiền để học. Đúng không? Bạn học ngành nghề này, bạn học những cái kỹ năng, bạn đóng tiền. Thế tại sao sau khi bạn ra trường bạn được có một cái công việc nào đó, cái công ty mới giao cho bạn những cái dự án, hay là người quản lý trực tiếp mình mới giao cho bạn những cái ủy thác nào đó, mình lại từ chối? Sao mình không nghĩ rằng đó là chính là những cái khóa học thực tiễn mà bạn không cần phải đóng học phí để học? Thậm chí khi bạn làm điều đó bạn có lương, và thậm chí nếu bạn làm thành công bạn được đánh giá cao và bạn có cái cơ hội lớn để khẳng định mình là ai, năng lực của mình như thế nào. Trong khi ở nhiều thời điểm, chẳng hạn thời điểm này bạn phải đi đóng tiền để học. À, lưu ý cái này thầy muốn nói sâu hơn để cho các bạn sinh viên, ngoài trừ các bạn học về cái kỹ năng ủy thác, các bạn còn có một cái cách tiếp cận đúng đắn khi bạn ra làm nghề. À, những trở ngại nó có thể đến từ chính bản thân người giám sát nữa bạn. Mặc dù ủy thác là công việc, là một điều rất là lợi ích, nhưng mà cũng có những cái trở ngại đến từ chính bản thân mình nữa. Đôi lúc ngại sự cạnh tranh của nhân viên, bạn không dám và không có dám giao việc cho nhân viên mình. Mình nghĩ thật ra những công việc này trước đây vốn dĩ là mình thực hiện có 8 điểm mà, khi mình giao cho nhân viên của nhân viên là 10 điểm làm sao? Mình ngại ha. Sorry bạn nha.
Sorry các bạn nha, thì có cái khó. Rồi bạn, vì đầu tiên là người giám sát ngại sự cạnh tranh với nhân viên mình. À, đôi lúc lại nghĩ rằng nếu mình làm, nếu mình giao cho nhân viên làm tốt hơn thì sao? Cái đó suy nghĩ nó được có thể đến. Thứ hai là không sẵn lòng từ bỏ mức độ kiểm soát. Không sẵn lòng từ bỏ những cái mức độ kiểm soát công việc của mình. Tại rất là nhiều người hay gọi là ôm đờm công việc, hay thậm chí là rất là muốn mọi thứ phải nằm trong quyền kiểm soát của mình. Giao việc cho nhân viên có nghĩa là anh ta phải đánh đổi những cái rủi ro. Nếu nhân viên làm không được thì sao? Cho nên anh ta lại không sẵn lòng từ bỏ cái sự kiểm soát đó. Nhưng mà thú thật, bạn vẫn có thể kiểm soát được chất lượng công việc bằng những kỹ năng khác, bằng những cái cách khác. Bạn có thể ủy thác nhưng bạn có thể kiểm soát được bạn. Ha? Và những định kiến sai lầm đối với những người giám sát. Những người giám sát có thể định kiến là chỉ có tôi mới có thể làm, nhân viên tôi bận lắm, tôi không muốn ủy thác thêm cho họ nữa, hay là cái này để tôi làm sẽ nhanh hơn. Đôi lúc có những việc bạn có thể dành ra nửa tiếng để bạn hướng dẫn, nhưng bạn có thể ủy thác và hướng dẫn nhân viên bạn làm. Lần đầu tiên họ chưa có biết làm, bạn bỏ ra nửa tiếng để bạn hướng dẫn họ, hay là ủy thác công việc cho họ. Nhưng mà một khi họ đã làm được lần đầu tiên rồi, thì bạn sẽ thấy từ nay về sau, trong đội ngũ của bạn sẽ có một nhân viên có năng lực hơn và có thể thực thi những công việc đó cho mình. Ví dụ như công việc đó bạn dành có 15 phút bạn làm thôi, nếu bạn là người làm, nhưng mà bạn phải bỏ ra 30 phút để hướng dẫn cho nhân viên. Như vậy nó sẽ mất thời gian. Ha? Cho nên bạn, câu trả lời đây, bạn cứ suy nghĩ, có nên đầu tư thời gian cho nhân viên của mình hay không? Để họ có thể thực thi những công việc cho bạn sau này. Những trở ngại nó có thể đến từ chính công việc của bạn. Đôi lúc có nhiều công việc đó, bạn không ủy thác được cho nhân viên. Ha? Tuy nhiên là bạn sẽ mất rất nhiều thời gian vào ban đầu để có thể hướng dẫn và giải thích công việc cho nhân viên mà. Như nãy thầy có nói ha, có những công việc mà nó đâu đó nó thuộc về phạm vi hơi như quản lý chút xíu, giống như thầy nói đùa là cái việc mà đào tạo nhân viên, chỉ cái công việc cho nhân viên là công việc của người giám sát. Nhưng có thể bạn rất là bận, ngày hôm đó bạn có một cái việc gì đó đột xuất, bạn rất là bận và bạn vẫn muốn huấn luyện nhân viên, thì bạn có thể nhờ một bạn nhân viên kinh nghiệm hơn, có kỹ năng hơn và làm rất tốt, hướng dẫn một cái nhóm kỹ năng cơ bản nào đó cho những nhân viên mới. Thì bạn dành thời gian, bạn phải hướng dẫn nhỏ nên huấn luyện là như thế nào. Ha? Và có thể gặp rủi ro. Có nhiều công việc nó mang tính đặc thù. Ha? Cho nên khi bạn ủy thác công việc cho nhân viên để làm thì họ có thể, nếu họ làm đúng thì ok, nếu họ làm không thật sự chính xác là lại mang tính rủi ro. Các tình huống ủy thác. Sorry bạn. Ok, sau đây sẽ cùng với bạn đưa ra hai cái tình huống ủy thác nhanh thôi để cho các bạn phân biệt được rằng đôi lúc trong công việc hàng ngày, người giám sát viên muốn thực hiện ủy thác cho nhân viên mình lắm, nhưng mà anh ta ủy thác nó không có đúng. Nó không đúng. Thực ra nếu không đúng thì có thể nhân viên vẫn làm, nhưng mà không có hiệu quả. Các bạn ha, không hiệu quả. Bạn xem coi hai tình huống sau đây. Và cùng với thầy đúc kết ra thế thì bị các bạn hãy cùng với thầy, các bạn hãy cùng với thầy là nghiên cứu những cái tình huống ủy thác sau đây và cho biết suy nghĩ của mình nếu chính bạn là người nhân viên này. À, cái cách tiếp cận cái tình huống là bạn hay đặt mình là người nhân viên thì bạn cảm nhận như thế nào nha. Tình huống A, ngày mai tôi sẽ tham dự cuộc họp cán bộ chủ chốt. Gì hãy gọi điện thoại hoặc gửi thư cho tôi sẽ giải quyết. Và nhớ đừng giảm giá trong bất kỳ trường hợp nào nhé.
Thật ra đâu đó bạn cũng có thể cảm nhận người giám sát đang muốn ủy thác công việc đó, anh ta bận, anh ta có một cái cuộc họp nào đó, cho nên anh ta mới ủy thác lại à, trông coi giùm cái nhà hàng giùm anh ta trong lúc anh ta đi họp. Nhưng mà nếu bạn là người nhân viên trong tình huống này thì thầy nghĩ rằng ai cũng vậy, sẽ cảm giác là mình không được sự tôn trọng và mình không có cái quyền để mình thực hiện cái công việc của mình. Không được làm cái này nha, không được làm cái kia nha, muốn làm thì phải cái này nha, chừng nào tôi đồng ý mới được làm nha. Thì thật ra như vậy thì chúng ta không phải là người được giao quyền hạn và trách nhiệm để thực thi cái công việc, mà chúng ta chỉ là cái người, dùng từ là cái bức tượng để có mặt ở đây ha. Như vậy thì rõ ràng với tư cách là một người nhân viên, bạn sẽ không hứng thú lắm với cái ủy thác này, và càng tệ hơn, bạn không cảm giác bạn được sự tin tưởng và tôn trọng. Điều này cũng là một trong những điều rất thường xảy ra, kể cả những người giám sát hay là người quản lý có kinh nghiệm, nếu anh ta không khéo léo trong cái cách ủy thác công việc của mình. Thầy có thể tóm tắt bằng cái hình tượng như thế này: nhân viên bạn chiếc xe, yêu cầu người ta điều khiển chạy từ A đến B mà bạn không cho người ta cầm cái chìa khóa, người ta bắt buộc phải đẩy bộ, thì rõ ràng là người ta sẽ không thể nào đi cái quãng đường từ A đến B hiệu quả và nhanh chóng được. Bây giờ ta phải đẩy bộ, giao chiếc xe cho người ta mà không đưa chìa khóa, bạn muốn giữ chìa khóa. Các bạn à, lưu ý giùm thầy. Hãy qua tình huống B xem. Trong tình huống B thì người người giám sát ủy thác công việc như thế nào? Giám đốc sẽ có mặt vào ngày mai để thảo luận về dự thảo ngân sách hàng năm. Nhưng tôi đang nghỉ phép, vậy chị có thể giúp tôi được không? Bản dự thảo ngân sách ở trên bàn làm việc của tôi, hãy trình cho giám đốc và cố gắng hoàn thành tốt các công việc cần làm trong khả năng của chị. À, lý do cho sự tăng trưởng ngân sách, tôi có giải thích chi tiết ở trang cuối. Chị nghiên cứu thêm nha. Hẹn gặp lại chị. Ok, trước khi chúng ta nói đây có thể một tình huống ủy thác hay không, chúng ta nói về cái cảm nhận. Nếu bạn là người nhân viên trong tình huống này, mình sẽ cảm nhận điều gì? Chắc chắn mình sẽ cảm nhận được cái sự tin tưởng. Mình sẽ cảm nhận được cái sự tôn trọng. Bạn cảm nhận được rằng bạn có đủ những cái thông tin để bạn nhận nhiệm vụ này. Tất cả những điều đó nó thể hiện qua những cái câu chữ như thế này. Đương nhiên trong một cái tình huống nó chỉ được thể hiện qua những cái câu chữ và chúng ta cùng với nhau phân tích thôi bạn ha. Tôi có việc đi bán, chị có thể giúp tôi được không? Thì thú thật với vai trò là một người giám sát hay quản lý nhân viên, mà có thể nói chị làm này cho tôi. Nhưng mà anh ta lại tiếp cận một cách rất là chuyên nghiệp và hợp lý. Chị có thể giúp tôi, bởi vì tôi đi bán, chị có thể giúp tôi được không? Rõ ràng đây là gì? Anh ta khẳng định cái công việc này nhiệm vụ của tôi, thay vì tôi sẽ làm nó, nhưng mà tôi có việc phải đi vắng, chị giúp tôi được hay không? Có nghĩa là chị thế tôi làm cái công việc này, và công việc này quan trọng. Đó là lịch sự rõ ràng với người quản lý mà nêu ra cái câu này rồi, bạn có thể bạn rất là khó từ chối ha bạn ha. Tuy nhiên mà khi bạn nhận, bạn cũng sẽ cảm thấy được tôn trọng. Thứ hai, chỉ cho nhân viên biết tất cả những thông tin cần. Bạn dự thảo ngân sách trên bàn làm việc của tôi, chị lấy về nghiên cứu. Ở trang cuối chị mở ra đi, tất cả những cái thông tin để giải thích cho sự tăng trưởng, những cái con số trong chỉ trong cái ngân sách, tôi có giải thích kỹ hết rồi. Chị đọc thêm để biết, để nếu giả sử suy trì trình bày, ai hỏi người chị biết trả lời. Thì bạn thấy khi mà nhận một cái nhiệm vụ gì đó mà bạn có đủ những cái thông tin, bạn sẽ tự tin hơn. Để bạn nhớ, bạn là giám sát, bạn có thể làm cái công việc này rất nhiều lần rồi. Đối với bạn không khó. Nhưng đối với nhân viên khi bạn ủy thác cho họ, có thể đây là cái công việc lần đầu tiên trong đời họ làm. Cho nên cái tâm lý là họ thiếu tự tin, họ lo lắng là chuyện hiển nhiên, cho nên bạn hiểu được tâm lý này, bạn phải cung cấp đầy đủ những cái thông tin cho họ. Hay thậm chí bạn phải dành thời gian, nếu nếu những cái kỹ thuật, những cái công việc khó, bạn phải dành thời gian để bạn hướng dẫn họ một chút để họ làm. Rồi.
cái sự tin tưởng nó còn nằm ở chỗ là chị cố gắng thực hiện tốt công việc ha, hẹn gặp lại chị. Rõ ràng là không có câu chuyện là nhớ gọi điện thoại cho tôi đồng ý mới làm, mà là hẹn gặp lại chị, có nghĩa là tôi giao việc này cho chị, tôi giao cái trách nhiệm này cho chị cứ thoải mái thực hiện công việc của chị trong cái phạm vi cái hiểu biết của chị, tôi giao hết, chị cứ tự tự tin mà thực hiện, hẹn gặp lại chị. Thì bạn sẽ thấy trong tình huống B này là một cách tiếp cận hoàn toàn khác cái tình huống A, nơi mà người giám sát viên, người quản lý ủy thác công việc cho nhân viên của mình, nhưng anh ta thể hiện được thông qua cái ngôn ngữ của mình, thông qua cái cách ủy thác của mình, tôi rất tin tưởng anh chị hãy làm công việc giúp giùm tôi, làm những công việc này A B C D gì đó, những cái điều anh chị cần nó nằm hết ở đây nè, hay anh chị cần gì tôi sẽ giúp, cố gắng làm nha, tôi giao hết cho anh chị. Và một khi mình được sự tin tưởng tuyệt đối như vậy thì đối với một người nhân viên, cái đáp lại có nghĩa là anh ta sẽ hết lòng hết sức để cho công việc này được hoàn thành, không cần mà không phải là 100% nữa, mà anh ta sẽ dùng hết tất cả những gì anh ta có để anh ta hoàn thành cái công việc được ủy thác này, hay là cô ta sẽ hoàn thành hết công việc được ủy thác này, bởi vì cô ta cảm nhận việc này lúc này không phải là mình làm thế, mà là đã được được sự tin tưởng tuyệt đối rồi và được giao hết rồi, cho nên tôi phải thực thi việc này một cách hiệu quả nhất để không có phụ là cái sự kỳ vọng. À, cho nên mình thấy ở tình huống B nó rất gần với lại một cái hoạt động ủy thác chuyên nghiệp. Như vậy chúng ta đi qua phần chính của buổi học ngày hôm cái phần ủy thác công việc, quy trình để ủy thác công việc. Một cái quy trình như thầy nói, ủy thác nó không phải là một việc, không phải là sai việc, không phải là phân công, ủy thác là một cái quy trình. Ngay từ đầu bạn muốn ủy thác cho đến khi nhân viên bạn thực hiện thành công cái công việc bạn ủy thác, nó đảm bảo một cái quá trình như vậy. Và để đảm bảo được cái yêu cầu của một quy trình như vậy, chúng ta cần phải có những cái bước cần phải thực hiện. Vì đầu tiên các bạn phải quyết định công việc cần ủy thác. Nhân viên cấp thấp họ rất cần cụ thể người quản lý ủy thác cho mình cái gì, công việc gì cụ thể. Đừng ủy thác chung chung để rồi bạn trách nhân viên của mình. Tại vì nhân viên họ chưa bao giờ làm việc này lần đầu tiên. Trước đây họ chưa bao giờ họ làm việc này. Thứ hai, xác định việc rồi bạn xác định người, xác định nhân sự. Tại sao trong nguyên một đội ngũ là chọn cho cô gái này là người thuyết trình về cái bản kế hoạch nhân sự, kế hoạch về chỉ tiêu kinh doanh. Ha, bạn sẽ thấy việc chọn việc và chọn người vô cùng quan trọng. Ha, người nào việc đấy, mỗi người sẽ có một cái thế mạnh nào đó. Thí dụ như bạn cần chuẩn bị dĩa ăn, thì chắc chắn bạn sẽ chọn được một cái người mà bạn nghĩ rất là giỏi trong cái việc đó. Hay bạn cần chuẩn bị sân khấu, trang trí sân khấu, thì bạn sẽ có một nhóm nhân viên hay những nhân sự mà bạn nghĩ rằng rất là năng khiếu về cái việc này. Ha, xác định nhân sự phù hợp. Thứ ba, bạn truyền đạt thông tin đầy đủ và rõ ràng. Trong cái phần ví dụ hồi nãy, tình huống thầy cũng có nêu, nhân viên họ nhận những công việc có thể đây là lần đầu tiên họ làm, cho nên họ rất là dễ có cái tâm lý là thiếu tự tin, e sợ, cho nên bạn phải cung cấp đầy đủ thông tin cho họ rõ ràng. Nhân viên không phải là bạn, cho nên nhiều khi bạn nói tắt, bạn nói nhanh, bạn nói qua bước, nhân viên có thể không hiểu, hay họ chỉ hiểu những gì họ được được nói thôi. Cho nên lưu ý bạn truyền đạt thực sự là đầy đủ và rõ ràng những gì bạn cần. Chị hãy trình bày bản ngân sách cho tôi, chị hãy thực hiện điều này chẳng hạn. Thứ tư là bạn giao trách nhiệm và quyền hạn ha. Thật ra trách nhiệm thì mình đã nói thông qua cái việc mình giao việc rồi, còn quyền hạn ở đây là thể hiện rằng tôi tin tưởng chị hãy cố gắng hoàn thành hết công việc của chị trong phạm vi của chị ha, hay là tôi đi vắng chị hãy thay thế tôi thực hiện công việc này nhé. Có nghĩa là chị thay thế tôi, có nghĩa là chị đã có cái quyền hành như tôi trong lúc tôi vắng mặt, để nhân viên biết được rằng trong lúc người quản lý mình vắng mặt, trong lúc người giám sát của mình vắng mặt, tôi được phân công cái nhiệm vụ này
thì tôi sẽ thực thi nó, giống như là hoặc là những cái công việc cực kỳ nhỏ đó bạn. Nếu bạn phân công dùng với nhóm nhân viên chuẩn bị về trang thiết bị dụng cụ đi trong một cái buổi tiệc nào đó, thì bạn giao thời gian, bạn giao công việc, bạn mô tả công việc cho nhân viên rồi, thì nhân viên sẽ thực thi tất cả trong phạm vi khả năng của người đó trong cái nhóm nhân viên đó để có thể thực thi tất cả những gì bạn giao. Và nhân viên sớm này sẽ thông qua cái cách bạn ủy thác, bạn hãy giao tất cả những điều mà bạn muốn, đó là trách nhiệm, và bạn cho nhân viên bạn biết rằng là như vậy tôi hoàn toàn tin tưởng anh hay chị, mình sẽ cố gắng hoàn thành tất cả những trang thiết bị dụng cụ này để có thể nhà hàng sẵn sàng phục vụ khách trước 6 giờ chiều ngày mai. Như vậy bạn sẽ thấy họ sẽ bằng tất cả nỗ lực của mình để thực thi cái công việc cho bạn, để có thể không phụ sự tin tưởng dành cho họ. Nhớ thiết lập về tiêu chuẩn. Nhân viên cũng vậy, như thầy nói bạn, nhân viên có thể họ hiểu biết cái công việc ở cái tầm của họ, hay họ định và họ định nghĩa chất lượng theo cái tầm của họ. Cho nên bạn, nếu bạn muốn công việc được thực hiện ở mức độ chất lượng như thế nào, thì bạn phải nói rõ cho nhân viên bạn biết. Đôi lúc những cái nói này bạn cảm thấy nó quá, tại sao phải nói nhiều chi tiết vậy? Nhưng mà không sao bạn, nhân viên không phải là bạn. Nhân viên cần phải được nói ra quản lý muốn gì. Chẳng hạn như nói hãy lau cho tôi 100 cái dĩa, và lau xong rồi anh chị phải dĩa phải sạch bóng theo tiêu chuẩn nha, và nhớ lau xong đặt lên quầy và lấy cái khăn phủ lại để ngày mai mình sử dụng không bị bụi. Và điều này anh chị cần phải thực hiện trước cái giờ kết thúc ca ngày hôm nay. Tất cả những điều bạn phải nói ra để người nhân viên họ biết, thật ra bạn nói ra nhân viên mới làm. Còn bạn đừng nghĩ rằng nhân viên tự hiểu những gì bạn chưa nói. Thiết lập tiêu chuẩn về chất lượng, về thời gian, và thiết lập luôn cái cách kiểm soát các bạn ha. Rất là quan trọng mà, khi bạn giao việc, do bạn ủy thác công việc cho nhân viên, thì mặc dù bạn đã rất là chi tiết trong cái tiêu chuẩn chất lượng bạn nói rồi, mặc dù bạn đã cung cấp đầy đủ thông tin rồi, nhưng bạn phải thiết lập những cái kênh, những cái cách riêng của mình để bạn kiểm soát ha. Và thật ra kiểm soát công việc nó là một cái đặc tính vô cùng quan trọng để đi đôi với cái quy trình ủy thác. Mặc dù mình không có làm, mình giao cho nhân viên làm thông qua cái quá trình ủy thác, nhưng mà mình phải đặt mình là ở một cái vai trò là người đi kiểm soát công việc. Công việc đôi lúc bạn giao cho nhân viên, mình cảm nhận nhân viên sẽ làm được, nhưng trong lúc thực thi có những thời điểm công việc nó đi xuống thì bạn sẽ phải phát hiện và bạn sửa sai để đảm bảo cái chất lượng công việc nó phải theo những gì mình muốn các bạn kiểm soát. Thông quá trình bạn giao tiếp, bạn sâu sát trong cái quyền giám sát nhân viên, hay bạn trao đổi với nhân viên, và bạn xây dựng cái kênh để nhân viên có thể là chia sẻ với bạn một cách hiệu quả nhất và kịp thời nhất nếu họ cần những sự giúp đỡ. Giao tiếp cởi mở, thường xuyên phản hồi, như thầy nói đây là một trong những cái cách để giúp cho bạn có thể thiết lập được cái sự kiểm soát công việc, và cũng như là nhân viên luôn luôn có được một cái kênh để làm việc để họ cần sự hỗ trợ. Và số 8 là hỗ trợ và huấn luyện nhân viên. Có những công việc khi bạn giao bắt buộc bạn phải huấn luyện họ, bạn phải đào tạo họ. Đây bởi vì đây là lần đầu tiên họ làm, hỗ trợ nhân viên, huấn luyện nhân viên, thì bạn và đây là thật ra đây cũng là cái công việc mà vô cùng quan trọng của mình, để bạn có thể đảm bảo một cái quy trình ủy thác nó diễn ra đúng theo những gì mình mong đợi các bạn ha. Thì như thầy nói bạn á, thay vì tất cả những việc mà nhân viên đang được ủy thác và làm này chính là việc của mình đó, nhiệm vụ của mình đó, nhưng mà mình không thể nào làm hết được. Thứ nhất, thứ hai là mình có nhân viên mà, thì bây giờ bạn mới ủy thác cho từng người hoặc là từng nhóm nhân viên làm những công việc này. Thì một khi bạn ủy thác như vậy thì nhiệm vụ của mình không phải là vô trong phòng đóng cửa là ngủ, mà là bạn phải làm những công việc khác, nó mang tính quản lý hơn, nó mang tính giám sát hơn. Những công việc đó nó nằm trong cái quy trình ủy thác này, bạn phải truyền đạt thông tin cho tốt, bạn phải giao tiếp, bạn phải thiết lập tiêu chuẩn, bạn phải kiểm soát, có nghĩa là và bạn phải huấn luyện đào tạo nhân viên. Cho nên á, mặc dù mình không làm nhưng mà mình lại làm công việc
ở một cái vai trò đúng đắn của mình, đó là công việc giám sát. Thông qua những cái công việc giám sát của mình như vậy thì bạn đã tác động đến, bạn giúp nhân viên ở bằng những cái cách khác để giúp người nhân viên có thể thực thi được những cái công việc mà họ được ủy thác. Và nếu mà nhân viên thực hiện đúng những cái công việc họ được ủy thác theo đúng chất lượng mà bạn muốn thì nhân viên sẽ trưởng thành hơn, nhân viên sẽ giỏi hơn. Và trong đội của bạn cũng sẽ có nhiều nhân viên có thể thực thi những công việc khác nhau thì bạn cũng sẽ tốt hơn để cho những quá trình ủy thác trong những ngày làm việc tiếp theo. Và rõ ràng từ đó sẽ tăng tính hiệu quả vô cùng đối với bạn ở vai trò là người giám sát và người quản lý nhóm. Ok ha. Rồi bạn, các bạn có câu hỏi gì về phần quy trình ủy thác không ạ? Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Ok bạn, thì đây là cái slide bài giảng cuối cùng của bài học của chúng ta ngày hôm nay. À, thầy xin tổng kết lại, ngày hôm nay chúng ta đã bắt đầu qua học cái bài thứ chương 2, các công cụ quản lý của người giám sát viên. Trong đó thì chúng ta tìm hiểu hai cái công cụ quản lý đầu tiên, đó là thứ nhất là cái việc quản lý thời gian. Cái việc thứ hai là cái kỹ thuật về ủy thác công việc trong 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 công việc hàng ngày của ngành F&B của người giám sát. Thì đây là hai cái công cụ đầu tiên mà chúng ta học. Chúng ta sẽ còn những cái công cụ giám sát, chúng ta sẽ hẹn gặp lại và làm việc với các bạn trong buổi học tiếp theo. Rồi thầy xin cảm ơn các bạn tham gia buổi học online ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học tiếp theo. Chào tạm biệt. Chào chào tất cả các bạn ha. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, Ok bạn. cảm ơn thầy ạ. Rồi buổi học chúng ta kết thúc ở đây ha. Cảm ơn các bạn. Dạ cảm ơn thầy. Dạ con cảm ơn thầy.